đó kể từ ngày rồi khi anh biết nó nói anh biết không sợ cái gì nó không sợ thì nó cũng tăng thêm sức mạnh lên thì bây giờ bác sĩ đâu ông ngọc đó ông có những cái bài thiệt nhất được không mới viết lên trên internet thì ông có bán cuốn sách đó nữa thì ông giải thích nói rằng đó ông sự đó là ông châu đã nói mà là không trung là lúc đầu nói để ý cái người nằm ở đứa đứa nít á để ý nó tập bụng chứ không phải tập ngực, anh thấy cái bụng nó lên xuống chứ không phải cái ngực lên xuống, ông thấy cái lồng ngực mày nó cứng nó đâu có lên xuống, nhưng mà ông Châu là cứ biểu thích thở vô ngực, ông nói không đúng, nói chính thở bụng, cho nên bên yoga ông đó người ta thở bụng, tức là bên yoga thì nó biểu thích phải phình bụng lên, mà phình bụng lên thì cái quanh các môi nó đè xuống. Nó đè xuống thì cái phổi nó nặng nó thì chính ra nói là cái tạo hóa sinh ra đó là cái quanh các môn nó lên cái phổi nó nặng không phải là cái xương cái bộ xương xương mà nó bộ xương cứng chứ nó đâu có mềm như cái xo đâu thôi có lý trẻ nói có lý trẻ giải thích vậy đó trẻ nói phải tập thở bụng Bye-bye. Yeah. Okay. Okay.
đó thì nó tốt cái cơ thể mình đâu, nó nằm ở trong cái lõm này, nó dùng tay anh gọi đi nữa. Nói vậy, đi đường mà, nói tôi phải cho đường sắt nó cao làm sao, ngủ nội soi mà.
tức là không có bỏ hở, mà ta đúng máy vô điện tới điện mày cho nó không nhiều quá theo.